Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Điện tử Thành Huê. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em tiếp tục cập bến những cái con đầu gối Akai. Và trước mắt các bác đây là hai cái con đầu gối Akai 747. Nó không khác nhau là mấy nhưng mà giá tiền thì chênh nhau lớn các bác nhé. Giá tiền chênh nhau mấy chục triệu. Và con bên cạnh đây là cái con Akai 400D FS. Và đây là một cái con hiếm trên thị trường. Rất là hiếm trên thị trường với bốn mắt màu xanh ngọc các bác nhé. Rất là đẹp mắt luôn. Ngày hôm nay thì cập bến tại shop em sẽ quay chi tiết mặt trước cũng như là tất cả các hông cạnh rồi hậu cảnh cho các bác được quan sát. Và những cái con Akai này có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Và với cái khuôn mặt là phai nhôm trắng như bông bưởi đó, hai cái con này phai nhôm trắng như bông bưởi các bác nhé. Cập bến tại shop em với cái giá rất là tốt luôn cho các bác. Giá cực kỳ là tốt. Và bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em tại ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc các bác ở xa thì em có thể ship COD tới tận nhà cho các bác. Và mọi nhu cầu các bác cần tư vấn cũng như là mua sắm thì các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo cho em ạ. Ngay bây giờ em sẽ không để các bác chờ lâu hơn nữa. Em sẽ mời các bác cùng em tiến tới gần hơn để cùng em quan sát chi tiết cận cảnh ba cái con đầu gối này ạ. Dạ vâng, trước mắt các bác đây là hai cái con Akai với cái model là 747 các bác nhé. Đó, không khác nhau là mấy, khác nhau có cái chữ này các bác nhé. Đó, khác nhau cái chữ DBX này. Vậy mà lại giá tiền này chênh nhau rất là lớn luôn. Có thể mua thêm được một cái con Akai nữa. Mặt trắng như bông bưởi các bác nhé. Akai GX747. Đó, khác nhau về cái phần đồng hồ đây nữa. Đây là mặt trên các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Bốn trách. Đó, rất là đẹp luôn. Và đây là những cái nút thông thường. Em quay cận cảnh gần để cho các bác quan sát dễ dàng hơn ạ. Đó. Và đây là hông sườn các bác nhé. Và bên cạnh đây là một cái con Akai rất là hiếm, với cái size thì cực là khủng luôn. Đó, size rất là lớn các bác nhé. Bốn trách và thì vớt hai chiều các bác nhé. Đó, các nút điều chỉnh âm sắc cũng rất là tuyệt vời luôn. Và bên đây là bốn cái đồng hồ ạ, bốn cái mắt màu xanh ngọc rất là đẹp các bác nhé. Và điều đặc biệt ở cái con này là có thêm một cái nút điều chỉnh nhanh chậm. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đây là phần mặt trên, phần hồi gỗ rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đó,
đây là phần đằng sau ạ. Hai cái con acai mặt trắng như bông bưởi, không khác nhau là mấy mà chênh nhau rất là lớn các bác nhé. Con này thì có trên 60 triệu thôi, và con này thì lại trên 100 triệu các bác nhé. Dạ vâng, bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với em để em gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Em cảm ơn các bác đã xem hết video của em và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.